Đây có một thanh niên xích xà thầu quan nha anh em. Wow. Áo đẹp đấy. Đằng hoa chính hiểu tình. Long văn này. Wow. Đẹp nhờ. Thằng này chơi băng hỏa anh em ạ. Có con xem cấp mấy? Cấp 1. Cũng kỵ thuộc tính đấy. Nhưng mà nó là xích xà thầu quan đấy anh em. Không phải dạng vừa đâu. Cái áo này công nhận nó ngon. Một cây băng hỏa này. Nhưng rất tiếc mày luyện cái khuyên cả đời chả bao giờ có băng mấy hỏa cùng đâu. Băng hỏa huyền thì có nhé. Đấy. Băng huyền độc thì cũng có. Đấy, nhưng mà nếu mà có gì mà hai thuộc tính ở khuyên này thì không. Hai thuộc tính băng hỏa thì không. Chưa nhìn thấy nào có. Hình như xác suất có không bằng không. Head queen với các thứ này.